thứ sáu sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh ngày 19 tháng 5 2023. Thiên Chúa Cha là đấng giàu lòng thương xót, đã xót thương ban tặng chính con một mình. Ngài chính là tình yêu, là lòng thương xót thắm sâu, để ai chạy đến kêu cứu giữa ngàn nghìn cảnh khổ đau sẽ được chính Ngài cứu chữa và đưa đến bên an bình. Con đây hết lòng tin tưởng, tin thang vào lòng xót thương. Chúa là Chúa lòng thương xót, cho con tựa nương nơi Ngài. Thiên Chúa Cha là đấng giàu lòng thương xót, đã xót thương ban tặng chính con một mình. Ngài chính là tình yêu, là lòng thương xót thắm sâu, để ai chạy đến kêu cứu giữa ngàn nghìn cảnh khổ đau sẽ được chính Ngài cứu chữa và đưa đến bên an bình. Con đây vững niềm tin ta trong lúc hoạn nạn ốm đau, Chúa là hy vọng duy nhất cho con tìm đến đâu nữa. Lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh ngày 19 tháng 5 2023. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay bắt đầu tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Từ thứ sáu 19 tháng 5 đến thứ bảy 27 tháng 5. Mỗi ngày mở đầu chúng tôi làm tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Sau đó sẽ đọc lời Chúa và chia sẻ lời Chúa của ngày hôm đó. Bây giờ mời anh chị em và các bạn bước vào tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Tuần cửu nhật Chúa Thánh Thần gồm 9 ngày, bắt đầu từ sau ngày lễ Chúa Giêsu lên trời cho đến thứ bảy trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Năm nay bắt đầu từ thứ sáu 19 tháng 5 đến thứ bảy 27 tháng 5. Trong tông sắc năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh sự cấp thiết phải loan báo và làm chứng về lòng thương xót trong thế giới ngày nay với một lòng hăng say mới mẻ và bằng một hoạt động mục vụ được đổi mới. Vì đó là điều có tính chất quyết định đối với giáo hội và đối với uy tín việc loan báo của giáo hội. Nơi nào giáo hội hiện diện, thì nơi đó lòng thương xót của Chúa Cha phải trở thành điều hiển nhiên tỏ tường. Và nơi nào có các tín hữu Kitô, thì bất kỳ ai cũng có thể tìm được một ốc đảo từ bi thương xót. Mời anh chị em và các bạn cùng cầu nguyện với bài hát Thánh Thần khấn xin ngự đến. Thánh Thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiến linh, Ngài ơi, lạy Ngài xin đến,
dẫn dắt chúng con trên đời. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến canh tân và đốt lên ngọn lửa yêu mến trong lòng giáo hội hôm nay. Xin cho đời sống giáo hội, các cộng đoàn dòng tu, các giáo xứ và các gia đình được tràn đầy thần khí của Chúa, biết sống hiệp nhất, yêu thương và mạnh dạn ra đi làm nhân chứng cho lòng Chúa thương xót, nguồn hy vọng của mọi người và của toàn thế giới. Xin Chúa Thánh Thần canh tân đời sống mỗi người tín hữu, để chúng con biết sống và làm chứng cho tin mừng bằng chính đời sống của mình. Ngõ hầu xã hội và thế giới cũng được tin mừng hóa. Xin cho Đức Thánh Cha được ơn khôn ngoan lèo lái con thuyền giáo hội và các giám mục, linh mục, tu sĩ. Đích thực là những mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước, biết yêu mến và hy sinh cho đàn chiên. Ôi, lạy Chúa Thánh Thần, thần khí của sự thật, xin ngự đến trong tâm hồn chúng con, xin chiếu soi ánh sáng tin mừng trên mọi dân tộc, xin đến đổi mới mặt địa cầu. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và từ trời xin tỏa ánh quang minh của Ngài trên chúng con. Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến, đấng ban ân huệ, đấng soi sáng tâm hồn, xin Ngài ngự đến. Lạy đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của mọi tâm hồn, là đấng uy lạo dịu dàng khôn sanh. Chúa là sự nghỉ ngơi trong cánh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi. Ôi, sự sang chưa chan hồng phúc, xin chiêu soi tràn ngập tâm hồn tin hữu của Ngài. Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều như bẩn, tươi gội chỗ khô khan và chữa lành nơi thương tích. Xin uốn nắn điều cưng coi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đôn chỗ trật đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu là những người tin cậy Chúa được ơn bảy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỷ đời đời. Amen. Ngày thứ nhất, cảm tạ lời hứa ban Thánh Thần của Chúa Cha, cầu cho các mục tử trong giáo hội. Mời anh chị em nghe lời Chúa. Trong những ngày cuối cùng, ta sẽ đổ thần khí ta trên hết thảy người phàm. Con trai, con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ. Người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến. Trong những ngày đó, ta cũng sẽ đổ thần khí ta trên tôi nam, tớ nữ. Trích sách Gioan chương 3 câu 1 đến câu 2. Hôm nay, ngày thứ nhất của tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần, con dành ngày đầu tiên để cảm tạ Cha trên trời. Lạy Cha, là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, giàu ân sủng và tràn đầy lòng xót thương. Như người Cha yêu thương con cái mình và thể hiện tình thương ấy qua việc cho người con những món quà quý giá nhất, Cha đã ban cho con một ân huệ vô cùng cao quý, đó là Chúa Thánh Thần, để con được chia sẻ vào sự sống, tình yêu
quyền năng và sức mạnh của Cha. Một khi có Chúa Thánh Thần là con có được mọi sự, làm được mọi điều. Tâm hồn con được no thỏa, tươi mát nhờ biết kín múc những ân huệ từ nguồn suối nước của Thánh Thần. Lời nguyện cho các mục tử. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho các mục tử trong Hội Thánh Chúa đức tin vững mạnh, dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa, yêu giáo hội và tha nhân, dám sống chết vì đoàn chiên, dám tiến bước trong bóng đêm chỉ vì mang trong tim đốm lửa lòng thương xót của Chúa, dám lội ngược dòng với thế gian và khước từ những mời mọc quyến rũ của nó. Xin ban cho họ đức tin cứng cáp qua những cọ sát đau thương của cuộc đời, để dù trải qua bao thăng trầm dâu bể cũng không để tàn lụi niềm tin vào Thiên Chúa và vào con người. Amen. Xin đến với con, hỡi thần khi tình yêu của Thiên Chúa. Xin đến với con, hỡi thần khi sự sống của Thiên Chúa. Xin đến với con, hỡi thần khi sự thật của Thiên Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, con cần Chúa, con yêu Chúa và con khao khát Ngài. Xin Ngài mau đến với con, đến trong hồn con, đến trong đời con. Amen. Xin mời cộng đoàn cùng hát bài Xin Ngôi Ba Thiên Chúa. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân tràn chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh. Bài đọc 1, trích sách Công vụ Tông đồ chương 18, câu 9 đến câu 18. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Khi ông Phao-lô đang ở Corinto, thì vào một đêm, Chúa bảo ông trong một thị kiến rằng: đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh. Vì Thầy ở với anh, không ai ra tay hại anh được, vì Thầy có một đám đông đảo dân trong thành này. Ông Phao-lô ở lại đó một năm rưỡi, dạy cho họ lời Thiên Chúa. Thời ông Ga-li-ôn làm thống đốc tỉnh A-kha-ia, người Do Thái nhất tề nổi dậy chống ông Phao-lô, họ đưa ông ra tòa và nói: tên này xúi dục người ta tôn thờ Thiên Chúa trái với lề luật. Ông Phao-lô toan mở miệng, thì ông Ga-li-ôn đã nói với người Do Thái: hỡi người Do Thái, giả như có gì là trái luật hay phạm pháp thì lẽ đương nhiên là tôi sẽ chịu khó nghe các ông. Nhưng đây lại là chuyện tranh luận về giáo thuyết, danh từ, luật lệ riêng của các ông, thì các ông tự xét lấy. Phần tôi không muốn xét xử những điều ấy. Rồi ông đuổi họ ra khỏi tòa án. Mọi người liền túm lấy ông Sốt-thê-nê, trưởng hội đường, mà đánh túi bụi ngay trước tòa án. Nhưng ông Ga-li-ôn chẳng bận tâm gì về việc này. Ông Phao-lô còn ở lại Corinto khá lâu, rồi từ giã các anh em và vượt biển sang miền Syri cùng với bà Priscilla và ông Aquila. Trước đó tại Khách Khơ Rê, ông xuống tóc vì có lời khấn. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Thiên Chúa là vua toàn cõi địa cầu.
Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi, mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo, vì Đức Chúa là đấng tối cao, đấng khả uy, là vua cả thống trị khắp địa cầu. Thiên Chúa là vua toàn cõi địa cầu. Chính Người bắt muôn dân muôn nước phải phục quyền và quỵ lụy chúng tôi. Người chọn lựa cho chúng tôi phần cơ nghiệp. Cơ nghiệp làm cho kẻ Người thương là Gia-cóp được nở mặt nở mày. Thiên Chúa là vua toàn cõi địa cầu. Thiên Chúa ngự lên, rộn ra tiếng hò reo. Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và. Hãy đàn ca lên mừng Thiên Chúa. Đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính vua ta. Thiên Chúa là vua toàn cõi địa cầu. Hallelujah, hallelujah. Đức Kitô phải chịu khổ hình và từ cõi chết sống lại, rồi mới được hương vinh quang dành cho Người. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 16 câu 20 đến câu 23a. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ngày ấy anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ sáu Phục sinh, ngày 19 tháng 5, chúng ta bắt đầu bước vào tuần cửu nhật, tức là tuần 9 ngày, chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ngày hôm nay, ngày đầu tiên, chúng ta cầu nguyện cho các mục tử trong giáo hội. Và trong lời nguyện, chúng ta tha thiết xin với Chúa cho các mục tử đức tin vững mạnh, mà dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa, yêu giáo hội và yêu tha nhân. Dám sống chết vì đoàn chiên, dám tiến bước trong bóng đêm chỉ vì mang trong tim đốm lửa lòng thương xót. Dám lội ngược dòng với thế gian và khước từ những mầy mọc quyến rũ của nó. Và chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban cho các mục tử được một đức tin cứng cáp qua những cọ sát đau thương của cuộc đời, để dù trải qua bao thăng trầm vô bể, cũng không để tàn lụi niềm tin vào Thiên Chúa và con người. Lời cầu nguyện ấy ngày hôm nay anh chị em đọc trong sách Công vụ Tông đồ. Ứng với Phao-lô, tông đồ dân ngoại, người mục tử được Chúa mời gọi làm tông đồ cho dân ngoại, khi Chúa nói với Phao-lô trong một thị kiến rằng: đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh. Thưa anh chị em, trong cuộc sống của mình cũng có lúc mình sợ chứ. Sợ? Sợ cái gì? Sợ đủ thứ. Kể nghe, sợ gì? Sợ thi rớt. Chị kia sợ gì? Sợ nghèo. Sợ nghèo. Chị sợ gì? Sợ, mất việc. Chị kia sợ gì? Sợ đau bệnh. Này là sợ đủ thứ. Có những người gọi là thích đủ thứ, còn bây giờ lại có những người sợ đủ thứ. Đi học thì sợ thi rớt, đi làm thì sợ thất nghiệp, đang khỏe thì sợ đau bệnh, còn đang giàu thì sợ nghèo túng. Chúng ta sợ đủ thứ, đúng là sợ đủ thứ. Ở đây Chúa nói với Phao-lô là đừng sợ, không dám đi loan báo tin mừng.
sợ không dám đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa, sợ không dám đi loan báo lòng thương xót Chúa. Cho nên Chúa nói với Phao-lô và nói với mỗi một người chúng ta tông đồ lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, đó là đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh. Lúc cần phải nói thì phải nói, lúc nên nói thì phải nói, lúc cần phải lên tiếng thì không được làm thinh. Cũng như những lúc mình làm thinh, cũng như lúc cần phải làm thinh, cũng có những lúc không nên nói. Nói dối, nói làm gì, nói xạo, nói nổ, nói tùm lung tùm la, nói tầm bệnh tầm bạ, nói huyên thuyên thì không nên nói. Nói mà làm gây xáo trộn, gây mất bình an, nói để mà tranh hơn tranh thua, để mà tranh cãi tranh luận thì nên làm thinh. Nhưng mà cũng lúc phải lên tiếng để bảo vệ cho sự thật, lên tiếng để loan báo về quyền năng lòng thương xót Chúa, lên tiếng để làm chứng cho tin mừng, lên tiếng để cho mọi người thấy được quyền năng của Chúa thì phải lên tiếng. Lên tiếng để loan báo cho thế giới ngày hôm nay về quyền năng lòng thương xót Chúa thì phải lên tiếng. Không được thinh lặng, không sợ. Vì sợ người ta chống đối ư? Vì sợ người ta phản đối ư? Vì sợ người ta đe dọa ư? Vì sợ mất mạng ư? Vẫn không sợ. Làm sao ta có thể làm được điều đó nếu không có ơn của Chúa Thánh Thần? Và ngày hôm nay, ngày đầu tiên chúng ta cầu nguyện cho các mục tử được tràn đầy Thánh Thần để đừng sợ. Cứ nói đi, đừng làm thinh. Đừng sợ, cứ nói đi và đừng làm thinh. Tại sao mình có thể không sợ, cứ nói và không làm thinh? Vì Thầy ở với anh, vì Chúa ở với ta, vì Chúa ban Thánh Thần cho ta, cho nên ta không có gì để sợ cả. Và không ai tra tay hại anh được. Chúa nói với Phao-lô như vậy. Chúa cũng nói với những tông đồ đi làm chứng, đi loan truyền cho lòng thương xót Chúa là đừng sợ, ta ở với con. Không kẻ thù nào làm hại được con. Và giờ ra đi của con là giờ ra đi bình, trong bình an. Ta bảo vệ con như vinh quang của ta, và ta chăm sóc con như người mẹ chăm sóc con thơ. Đó, tông đồ lòng Chúa thương xót được Chúa hứa như vậy đấy. Chúa bảo đảm như vậy đấy. Còn sợ gì nữa không? Còn sợ gì nữa không? Không. Mà nói gì chứ, mình có sợ nó cũng đến à? Nó đến thì là nó đến thôi. Nếu mà bạn không học hành đoàn hoàng thì khỏi cần sợ, rớt nó cũng rớt. Nếu bạn không chịu chăm chỉ làm việc thì sếp trước sau gì nó cũng cho nghỉ. Nếu bạn không chịu gìn giữ sức khỏe mà cứ phung phí sức khỏe đó, ăn chơi trác táng, ăn nhậu bừa bãi, rồi thì không có quan tâm đến sức khỏe của mình thì trước sau nó cũng bệnh. Mà nếu bạn không chịu khó làm gì cả, cứ ngồi há miệng chờ sung rụng thì trước sau nó cũng nghèo. Phải không? Thì khi mà Chúa nói là đừng sợ, quý là mình phải cộng tác với Chúa, cộng tác với ơn của Chúa, cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần để làm cho những cái sợ đó không còn đáng sợ nữa. Chứ không phải mình không làm gì cả, rồi Chúa Thần đến rồi Chúa làm hết mọi sự cho mình. Không. Không có Chúa thì con không làm được gì. Đúng, không có Chúa thì con không làm được gì cả. Nhưng mà với ơn Chúa thì tôi có thể làm được mọi sự cơ mà. Bạn thấy không? Cho nên Phao-lô đã ở lại đó 1.5 năm dạy cho họ lời Thiên Chúa. Không sợ, lên tiếng ở đó, Côrintô, 1.5 năm để loan báo tin mừng, dạy dỗ cho họ về lời Thiên Chúa. Có yên không? Không yên. Vì lúc đó người Do Thái nhất tề nổi dậy chống lại Phao-lô và đưa ông ra tòa. Và tố cáo rằng tên này xúi dục người ta tôn thờ Thiên Chúa trái với lề luật. Nghe có lý không? Xúi người ta tôn thờ Thiên Chúa. Tôn thờ Thiên Chúa làm sao trái với lề luật? Có lề luật nào mà không cho người ta tôn thờ Thiên Chúa không? Mà đây tôi nói người ta tôn thờ Thiên Chúa, sao lại trái với lề luật? Cho nên những lời mà chứng gian ấy, những lời tố cáo gian ấy, chả có dựa vào một cái cơ sở nào cả. Chỉ vì sự ghen tị, sự vì ghen tức mà thôi.
thấy Phaolô loan báo về Thiên Chúa như vậy, thấy người ta tin theo như vậy, thấy bao nhiêu điểm thiêng nhớ lại như vậy, thì những người Do Thái tức giận, ghen tị, chống đối và lôi Phaolô ra tòa. Cuối cùng ra tòa tố cáo mình cái tội chả đâu vào với đâu cả. Đó là tên này xúi người ta tôn thờ Thiên Chúa trái với lề luật. Khi Phaolô toan mở miệng thì chính Galileo đã nói với người Do Thái. Chúa nói khi cần thì chính ta sẽ bảo vệ con đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Khi cần ta sẽ lên tiếng bảo vệ con chả cần phải đính chính, chả cần phải lên tiếng khi không cần thiết để mà biện hộ cho mình, không cần. Vì chính Galileo đã nói rằng là giá như có gì trái luật hay là phạm pháp thì đương nhiên là tôi nghe các ông và tôi xử. Còn đây là chuyện tranh luận về giáo thuyết, về danh từ, về luật lệ riêng các ông thì các ông ấy tự xét lấy, tự xử lấy. Tôi không muốn xét xử những điều này. Tôi đuổi họ ra khỏi tòa án. Đó, Chúa nói khi cần thì chính Chúa sẽ có cách lên tiếng để bảo vệ mình. Mình chả cần phải đính chính. Mình chả cần phải tự bảo vệ mình. Chả cần phải tự biện hộ cho mình. Tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Khi mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa là như vậy. Khi cần phải lên tiếng thì lên tiếng. Mà lúc im lặng để cho Chúa làm thì ta cũng im lặng để Chúa ra tay. Rồi mọi người túm lấy ông Sothene tưởng hội đường đánh túi bụi ngay trước tòa án. Nhưng ông trưởng Galileo chả bận tâm gì việc này. Chuyện là chuyện riêng của mấy anh. Muốn cãi nhau, muốn đánh nhau, muốn giành nhau, chuyện của các anh. Ta thấy đôi khi trong đạo mình xử với nhau, nội bộ xử lý đi, không chịu đưa nhau ra tòa, mang tai mang tiếng. Người ta cười vào mũi cho, ích lợi gì đâu. Anh chị em thấy không ạ? Xong lấy tình thương mà xử với nhau, xong biết nhường nhịn nhau, xong biết tôn trọng nhau để phải đưa nhau ra quan tòa, đưa nhau ra tòa đời để kiện tụng vì những cái chuyện chẳng đáng cái gì cả. Chỉ vì ghen tị thôi. Kiện tụng vạch áo cho người xem lưng, mang tay mang tiếng, ối danh sư đạo chứ được cái gì đâu. Và khi mình đi loan truyền tin mừng, gặp những chống đối, kiện tụng, kiện cáo như vậy, mình tin rằng Chúa bảo vệ mình. Vì Chúa nói rằng thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Thế gian vui mừng vì đã hạ được Đức Giê-xu, đã treo Chúa Giê-xu trên thập giá. Họ tưởng rằng họ đã tiêu diệt được Đức Giê-xu rồi. Nhưng mà khi Đức Giê-xu chết, khi Đức Giê-xu không còn hiện diện trên thế gian này nữa bằng xác thịt, thì các tông đồ cảm thấy khóc lóc và than van, buồn sầu, lo sợ. Vì họ đã đánh cái đầu thì sẽ chắc chắn là những cái phần đuôi sẽ bị ảnh hưởng theo. Mình theo thầy Giê-xu của mình, bây giờ thầy Giê-xu bị người ta treo trên thập giá rồi thì số phận chúng mình có hơn gì, vì chứng Chúa đã nói mà. Tôi tớ làm sao mà hơn chủ, họ đối xử với thầy như thế nào cũng sẽ đối xử với anh em như vậy. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta đôi khi phải trải qua những giây phút khó khăn, trải qua những giây phút thử thách. Mình than van, mình khóc lóc, mình buồn sầu. Vì tại sao như thế, tại sao như thế? Còn thế gian vui mừng cho mày đáng đời. Đó mà đi loan truyền tin mừng với lại loan báo lòng thương xót Chúa. Ở yên thì không chịu ở yên. Ngồi im đi. Đi cho mày đáng đời mày. Họ vui mừng, họ đắc thắng. Còn chúng ta cảm thấy mình bị xử tệ, mình bị bách hại, mình bị vu khống, u sầu, khóc lóc. Nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Và Chúa đưa một cái ví dụ, chắc các bà, các chị, những người làm mẹ sinh con thì có kinh nghiệm đó. Lúc sinh thì nó đau đớn như thế nào, nhưng mà sinh được đứa con thì mình vui mừng và quên cả cái nỗi đau đó đi, có đúng không? Vậy thì khi chúng ta gặp những khó khăn thử thách trong cuộc sống này, giống như là mình phải qua thập giá, giống như người mẹ đang là trong cơn đau đớn vì sinh con, mình biết chắc rằng qua cái đau đớn này, qua thập giá này sẽ đến vinh quang. Và Chúa nói rằng khi thầy sẽ gặp lại anh em. Bây giờ phải một thời gian không gặp thầy, một thời gian kể như là thất bại, một thời gian kể như tiểu là hoàn toàn tiêu điều hết rồi, tiêu tán đường hết rồi. Nhưng mà
rồi Đức Giêsu sẽ đến trong vinh quang. Ngày đến và Ngài trao ban Thánh Thần cho mình. Và lúc đó, niềm vui vì có Chúa Thánh Thần ấy, niềm vui ấy không ai cướp mất được. Niềm vui mà Chúa Thánh Thần ban cho mình sự sống, ban cho mình niềm vui, ban cho mình sức mạnh để vượt qua tất cả những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống này, để dám đương đầu với những thất bại, những sỉ nhục, những đắng cay trên bước đường loan báo tin mừng, loan truyền lòng thương xót Chúa này. Và cái niềm vui mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ấy, niềm vui ấy không dựa vào cái mà con lo sợ đủ thứ, sợ thi rớt, sợ thất nghiệp, mà sợ đau ốm bệnh tật, sợ nghèo túng. Niềm vui ấy không dựa trên những cái đó. Tại vì nếu ta dựa trên những cái đó mà những cái đó mất đi thì ta sẽ lại buồn thôi. Mà niềm vui không dựa trên những cái đó mà vượt lên trên cái đó. Niềm vui dựa trên một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót đến ở với ta, đến bảo vệ ta, đến che chở ta. Đấng không phải là bảo đảm cho ta là không gặp khó khăn, không gặp thử thách. Nhưng mà đấng ấy hứa với chúng ta rằng là sẽ vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách ấy, sẽ trải qua những giây phút buồn phiền, những giây phút lo lắng. Nhưng cuối cùng thì ta sẽ có được niềm vui, và niềm vui ấy đích thực không ai cướp mất được. Mời anh chị em và các bạn mở trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Thiên Chúa Cha là đấng giàu lòng thương xót, đã xót thương ban tặng chính con một mình. Ngài chính là tình yêu, là lòng thương xót thắm sâu, để ai chạy đến kêu cứu giữa ngàn nghìn cánh khổ đau sẽ được chính Ngài cứu chữa và đưa đến bên an bình. Con đây hết lòng cảm mến, bao nhiêu hồng ân Chúa ban, dâng Ngài muôn vàn tiếng hát cao đau lòng Chúa do thương. Thiên Chúa Cha là đấng giàu lòng thương xót, đã xót thương ban tặng chính con một mình. Ngài chính là tình yêu, là lòng thương xót thắm sâu, để ai chạy đến kêu cứu giữa ngàn nghìn cánh khổ đau sẽ được chính Ngài cứu chữa và đưa đến bên an bình. Sẽ được chính Ngài cứu chữa và đưa
Con xin chào mẹ bằng nụ hoa xinh tươi. Con xin chào mẹ bằng cả tâm lòng. Con xin chào mẹ bằng tràng hoa mân côi. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 19 tháng 5, Thánh Celestino thứ 5. Ngày 20 tháng 5, Thánh Bernardino Siena. Ngày 19 tháng 5, Thánh Celestino thứ 5. Phêrô Morông là con thứ 11 trong gia đình có 12 người con. Ngài được sinh khoảng năm 1210 ở Igenia, nước Ý. Thân phụ của Phêrô qua đời khi Ngài còn rất nhỏ. Tuy gia cảnh nghèo khó, nhưng thân mẫu của Phêrô vẫn cố gắng nuôi dạy các con với một tình yêu thương đặc biệt. Bà cho Phêrô đi học bởi vì cậu hứa là quyết chăm chỉ học hành. Lần kia bà hỏi các con như thường lệ, ai trong các con sẽ làm thánh? Cậu nhỏ Phêrô, người sẽ là giáo hoàng Celestino thứ 5 sau này, trả lời với tất cả tâm lòng của mình, mẹ ơi, chính con sẽ làm thánh. Và Phêrô Moron đã là thánh. Nhưng thật không dễ dàng chút nào. Lúc 20 tuổi, Phêrô Moron trở thành một ẩn sĩ. Ngài đã trải qua những chuỗi ngày cầu nguyện, đọc kinh thánh và làm việc. Các vị ẩn sĩ khác vẫn đến xin Phêrô Moron hướng dẫn. Sau cùng, Phêrô Moron thiết lập một dòng tu mới. Khi 84 tuổi, Phêrô Moron được chọn làm giáo hoàng lúc 84 tuổi. Nhưng sự việc xảy ra thật lạ thường. Suốt 2 năm trời, Tòa Thánh Vatican chống ngôi giáo hoàng. Lý do là vì các hồng y không đồng ý chọn ai cả. Phêrô Moron mới gửi cho các vị một bức tâm thư. Ngài khuyên các vị là hãy quyết định nhanh chóng chọn lấy giáo hoàng, vì Thiên Chúa không hài lòng với việc trì hoãn lâu dài như vậy, suốt 2 năm trời không chọn được giáo hoàng. Các hồng y đã thực hiện như lời vị tu sĩ ấy nói. Ngay lúc ấy, họ chọn ẩn sĩ Phêrô Moron làm giáo hoàng. Vị tu sĩ khó nghèo đã rơi lệ khi nghe biết tin này. Phêrô Moron buồn bã chấp nhận và lấy tên hiệu là Giáo hoàng Celestino thứ 5. Celestino thứ 5 làm giáo hoàng chỉ được khoảng 5 tháng. Vì quá khiêm tốn đơn sơ nên người ta đã lợi dụng ngài. Celestino thứ 5 không thể nói không với bất cứ ai. Chẳng bao lâu đã có sự lộn xộn đáng lo ngại. Đức Thánh Cha Celestino thứ 5 cảm thấy bị ràng buộc bởi mọi khó khăn trắc trở. Cho nên Ngài quyết định chọn một việc tốt nhất mà Ngài có thể làm được cho giáo hội, đó là xin từ chức. Và Celestino thứ 5 đã thực hiện từ chức giáo hoàng. Thánh nhân xin mọi người tha thứ vì đã không cai quản giáo hội một cách chu đáo như lòng mong ước. Celestino thứ 5 chỉ muốn sống an bình tại một trong các tu viện của Ngài. Nhưng Đức Tân Giáo Hoàng Bonifacio thứ 8 nghĩ rằng để Ngài sống ẩn mình trong căn phòng nhỏ của một lâu đài Roma thì an toàn hơn. Celestino thứ 5 đã sống 10 tháng cuối cùng của đời Ngài trong một căn phòng đơn sơ giản dị. Nhưng Thánh Nhân đã rất vui. Ngài tự nhắc đi nhắc lại với mình rằng, hỡi Phêrô, anh chỉ mong muốn sống trong một căn phòng nhỏ bé. Giờ đây anh đã được mãn nguyện rồi. Celestino thứ 5 qua đời ngày 19 tháng 5 năm 1296, hưởng thọ 86 tuổi. Đến năm 1313, Celestino thứ 5 được Đức Thánh Cha Clemente thứ 6 tôn phong hiển thánh. Thưa anh chị em, cuộc đời của giáo hoàng Celestino thứ 5 quả là lạ lùng. Mãi đến 84 tuổi mới được chọn làm giáo hoàng. Và được chọn làm giáo hoàng trong một hoàn cảnh rất đặc biệt là 2 năm các hồng y không lựa ai được làm giáo hoàng, không bầu ai được. Lúc đó Phêrô Moron là một ẩn sĩ thôi.
mà Ngài chỉ muốn làm ẩn sĩ cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và làm việc thôi. Mới sốt ruột quá mới viết thư xin các hầu nghi là phải chọn đi chứ, để vậy thì không đẹp ý Chúa. Đến 2 năm mà không chọn được giáo hoàng thì không đẹp ý Chúa đâu. Các hầu nghi nhận được lá thư đó thì thấy ông này hay, ông này viết thư hay, ông viết hay cho ông làm luôn, bầu Celestino thứ 5, bầu ông làm giáo hoàng và lấy danh hiệu là Celestino thứ 5. Buồn bã chấp nhận, vì biết rằng mình không có năng lực. Và suốt 5 tháng làm giáo hoàng, vì quá hiền lành, quá khiêm tốn, quá đơn sơ nên bị người ta lợi dụng. Nhất là sợ mất lòng mọi người, cho nên chẳng bao giờ dám nói không với ai cả, cái gì cũng đồng ý. Cuối cùng trở thành lộn xộn trong giáo triều. Và khi cảm thấy lộn xộn trong giáo triều, mình không có năng lực mà không có cương quyết như vậy, thì cách tốt nhất là xin từ chức. Hay ở chỗ đó, thánh là ở chỗ đó, thấy được giới hạn của mình và biết rút lui đúng lúc để khỏi làm hại giáo hội, làm hại cộng đoàn. Có mấy người có được can đảm đó? Bây giờ có những người chả làm được nhưng mà không bao giờ từ chức. Có những người không có năng lực mà cứ ngồi cho đến chết. Có những người biết rằng mình không có khả năng lãnh đạo nhưng mà lại không bao giờ có văn hóa từ chức, cho đến chết, cho đến khi mà về hưu mới trụ thôi. Còn đây chỉ có 5 tháng thôi, cảm thấy mình không có năng lực, mình không có cương quyết, không có dứt khoát, mà lúc nào cũng sợ mất lòng, cho nên không bao giờ dám nói không. Cương quyết là có khi ta phải nói không dù mất lòng. Chứ không phải lòng thư xót là lúc nào cũng phải vâng 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 vâng. Lòng thư xót là dám nói không để cho người ta biết rằng cái đó là không được. Sợ mất lòng Chúa chứ không sợ mất lòng con người. Không phải lòng thư xót là lấy lòng mọi người, không phải. Không phải lòng thư xót là làm vừa lòng mọi người, cũng không phải. Lòng thư xót là thể hiện lòng thư xót của Chúa cho mọi người và cho người ta thấy lòng thư xót của Chúa là như thế nào, để họ thấy được giới hạn của mình, để họ thấy được, họ biết họ phải làm gì để đẹp lòng Chúa. Mà để làm đẹp lòng Chúa đôi khi không làm gì còn đẹp lòng Chúa hơn là làm, mà làm lung tung, làm linh tinh, làm chẳng đâu vào với đâu cả. Lòng thư xót là phải biết can đảm thấy được giới hạn của mình và can đảm nói tiếng không và chấp nhận rút lui để đem lại lợi ích cho mọi người. Thánh Bernardino Siena, ngày 20 tháng 5. Thánh Bernardino Siena sinh năm 1380 tại một thị trấn gần thành phố Siena, nước Ý. Ngài là con trai của một chức sắc người Ý. Song thân Bernardino qua đời khi ngài mới lên 7. Những người bà con của Bernardino quý mến ngài như con ruột của họ. Họ cũng cho Bernardino ăn học đến nơi đến chốn. Bernardino trưởng thành với dáng vẻ một cậu trai cao to đĩnh đạc. Bernardino có tính pha trò nên các bạn bè của Bernardino ham thích được ở bên ngài. Tuy nhiên, họ biết rằng không nên nói bất cứ lời lẽ thô tục nào khi có sự hiện diện của Bernardino, vì cậu sẽ không khoan thứ cho điều đó. Hai lần, khi một gã thanh niên kia dụ dỗ Bernardino phạm tội, cả hai lần Bernardino đã tặng cho hắn một nắm đấm và đuổi hắn đi. Thánh Bernardino Siena có một tình yêu đặc biệt nồng nàn với Đức Trinh Nữ Maria. Chính Đức Mẹ là đấng gìn giữ tâm hồn ngài trong sạch. Ngay khi còn ở tuổi niên thiếu, Thánh Bernardino Siena đã đơn sơ cầu nguyện với Đức Mẹ y như là một con trẻ thưa chuyện với mẹ nó vậy. Bernardino Siena có tâm hồn nhạy cảm. Ngài rất thương mến những người nghèo khổ. Lần kia, người cô của Bernardino Siena không còn thức ăn cho thêm một người hành khất nữa. Cô bé liền la lớn tiếng lên rằng, thà con chịu bỏ đói còn hơn là để cho người đàn ông đáng thương kia phải ra đi mà chẳng có chút gì để mà ăn. Năm 1400, khi cơn dịch tả tấn công thành phố,
Thánh Bernardino và các đồng bạn của Ngài đã tình nguyện tới giúp bệnh viện. Họ ngày đêm săn sóc những người đau yếu và hấp hối suốt 6 tuần lễ cho tới khi cơn dịch chấm dứt. Khi lên 22 tuổi, Bernardino Siena gia nhập dòng Thánh Francisco khó khăn. Rồi Bernardino Siena làm linh mục. Sau nhiều năm phục vụ, thánh nhân được chỉ định tới các thị trấn và thành phố rao giảng. Bernardino Siena đã nhắc nhớ mọi người về lòng thương xót của Chúa Giêsu. Trong những ngày ấy, các thói xấu làm suy giảm tinh thần đạo đức của cả người già lẫn trẻ con. Bernardino đã hỏi Chúa, làm sao con có thể tự mình cứu lấy những người này? Con có thể dùng thứ vũ khí nào để chống lại ma quỷ? Bernardino đã hỏi Chúa như thế. Và Chúa trả lời, thánh danh ta là đủ cho con rồi. Thánh danh ta là đủ cho con rồi. Vì thế, Bernardino Siena đã rao giảng lòng tôn sùng thánh danh Chúa Giêsu. Ngài sử dụng thánh danh này rất nhiều lần trong mỗi bài giảng. Thánh nhân xin người ta in thánh danh Chúa Giêsu và dán trên các cổng ra vào của thành phố, trên khắp các cánh cửa. Nhờ việc tôn sùng thánh danh Chúa Giêsu và lòng sùng kính đối với mẹ Maria mà Bernardino Siena đã đem hàng ngàn người trên khắp nước Ý trở về với giáo hội. Thánh Bernardino Siena đã trải qua 42 năm trong đời tu dòng Francisco. Thánh nhân qua đời ngày 20 tháng 5 năm 1444 tại Aquila, nước Ý, hưởng thọ 64 tuổi. Chỉ 6 năm sau, năm 1450, Bernardino Siena được Đức Thánh Cha Nicola thứ năm tôn phong hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Bernardino Siena đã thực sự quan tâm đến mọi người. Đã dùng tất cả nghị lực và niềm vui của mình để phục vụ Chúa Giêsu và làm cho người ta yêu mến thánh danh Giêsu. Cương quyết dứt khoát với những điều xấu, với những kẻ xấu, nhưng hết sức khoan dung yêu thương những người nghèo, những người tội lỗi và thể hiện lòng thương xót ấy. Thưa anh chị em và các bạn, lòng thương xót đôi khi phải mềm với những người cần mềm, những người đau yếu, bệnh tật, những người tội lỗi, nhưng mà phải cương quyết dứt khoát với những điều xấu, với những sự dữ. Xin Chúa cho mỗi người, những tông đồ lòng thương xót Chúa, có được cái sự phân định rõ ràng khi nào cần phải mềm và lúc nào cần phải cứng rắn. Cương quyết cứng rắn với tội lỗi, với sự dữ, nhưng rất là khoan dung, mềm mại với những người nghèo, ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, yếu đuối và kẻ tội lỗi để đưa họ đến với lòng Chúa thương xót. Amen. Con xin chào mẹ bằng nụ hoa xinh tươi, con xin chào mẹ bằng cả tâm lòng, con xin chào mẹ bằng tràng hoa mẫn côi. Sống đời chứng nhân thứ 6, 19 tháng 5 2023. Sống đời chứng nhân hay nhật ký lòng thương xót Chúa ngày nay, xin chào mừng các bạn.
Chào mừng các bạn, vì chúng ta mỗi người đều là những người có thể viết lên những trang nhật ký lòng thương xót Chúa ngày nay. Chào mừng vì mỗi thứ sáu chúng ta gặp gỡ nhau lại thấy cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa ngày nay dày cộm hơn lên. Và hôm nay chúng tôi xin mời anh chị em và các bạn gặp gỡ một người là doanh nhân người Ba Lan, được ơn trở lại nhờ đọc cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Đó là ông Roman Kluska. Ông Roman Kluska, một doanh nhân người Ba Lan, nổi tiếng trong lĩnh vực máy tính, được ơn trở lại thay đổi cuộc đời nhờ đọc cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Năm 1988, Roman Kluska thành lập Optimus, một công ty sản xuất máy tính cá nhân. Vào thời điểm đó, 1988, Đông Âu có nhiều biến động, nhưng Optimus rất nhanh chóng khẳng định là công ty dẫn đầu tại thị trường này. Trực giác kinh doanh của Kluska rất ấn tượng. Nhiều người thắc mắc, hỏi làm thế nào mà một người khởi nghiệp chỉ có 12 đô la Mỹ trong túi mà lại có thể đánh bại các công ty lớn khác như là IBM, Dell hay là HP, tức là HP trên thị trường khu vực. Khởi đầu, sự nghiệp chỉ có 12 đô la Mỹ mà thôi. Thành công như vậy. Nhưng vào năm 2000, Kluska bị chính quyền Ba Lan buộc tội trốn thuế và bắt giữ. Năm 2003, Kluska hoàn toàn được minh oan và được trả tiền bồi thường. Qua sự kiện này, Kluska trở thành một động lực thúc đẩy cho một cuộc cải cách cần thiết giữa các doanh nghiệp Ba Lan và chính quyền. Trường hợp của Kluska và của các doanh nhân khác phản ánh tình trạng tham nhũng và kém cỏi trong bộ máy quan liêu cồng kềnh của chính quyền Ba Lan vào giai đoạn đó. Rõ ràng là cuộc chạy đua này với chính phủ không làm tổn hại đến danh tiếng của Kluska. Trong những năm sau đó, Kluska được nhiều người biết đến và được kính trọng vì các hoạt động bác ái. Nhiều hoạt động trong số đó mang tính chất tôn giáo, như cung cấp kinh phí chính cho việc xây dựng đền thánh lòng Chúa thương xót ở Krakow bên Ba Lan. Kluska bắt đầu quan tâm và chú ý đến lòng Chúa thương xót trong một kỳ nghỉ đông của gia đình ở vùng núi vào đầu những năm 1990. Kluska nói, do công việc tôi không có thời gian đi trượt tuyết vào ban ngày, vì thế tôi đi trượt tuyết vào chiều tối khi các sườn núi thiếu ánh sáng. Một ngày nọ, khi đang trượt tuyết trong bóng tối, tôi bị ngã nặng và phải nằm trên giường trong một thời gian dài. Mặc dù tiếp tục nằm tại chỗ, thế nhưng Kluska vẫn quản lý công ty một cách tốt đẹp qua điện thoại, qua những phương tiện truyền thông. Thế nhưng, vào một buổi chiều tối, ông cảm thấy buồn chán, cảm thấy cô đơn, cảm thấy vô vị, không thể di chuyển được. Một ngày nọ, ông cố gắng tìm cái thứ gì đó để mà đọc. Và rồi ông thấy một tập sách nhỏ gồm những đoạn trích từ nhật ký của thánh Faustina trên chiếc bàn đặt cạnh giường ngủ mà vợ của ông đã đặt chiếc bàn ấy gần giường của ông. Về điều này ông xác tín. Hôm nay tôi biết cú ngã đó không phải là một tai nạn. Mặc dù đã quen đọc những cuốn sách khoa học hoặc những sách liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, nhưng doanh nhân này bắt đầu đọc nhật ký, không có chút hứng thú nào với tác giả tập sách.
Tác giả tập sách ấy không ai khác hơn là nữ tu Faustina. Mà tác giả tập sách dày cộm như thế này là một nữ tu chỉ mới học đến lớp 3 trường làng mà thôi. Tuy nhiên, tập sách đã lôi cuốn ông và Kluska tiếp tục đọc từ trang này sang trang khác, đọc cho đến hết cuốn sách. Ông thú nhận rằng, tôi đã quen với việc dễ dàng bắt lý hầu hết mọi cấp phó hoặc chủ tịch của các công ty cấp dưới của tôi. Tôi là người sử dụng lý trí. Về những điểm không nhất quán hoặc thiếu lý chứng là tôi không chấp nhận được. Hãy tưởng tượng coi. Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của tôi khi đọc nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Tác giả mới học đến lớp 3 trường làng, mà tôi là người suy lý, là người dùng lý trí mình, trí thức mạnh lắm. Thế mà tôi không có một lời bình luận nào về Faustina cả. Không có một phê phán phê bình nào được hết. Trong đó không có mâu thuẫn nội tại. Trong cuốn sách này rất rõ ràng. Tôi khẳng định thánh nữ không thể tự mình viết cuốn nhật ký này được. Thánh nữ thực sự là thư ký của Chúa Giêsu, như Chúa Giêsu vẫn nói. Faustina còn là thư ký lòng thương xót của ta. Thánh Faustina sẽ không thể thuyết trình một cách mạch lạc trong cuốn sách dày 600 trang về cách mà chúng ta phải sống lòng thương xót như thế nào. Chắc chắn Faustina không thể làm được. Thưa anh chị em và các bạn, việc đọc nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina đã có một tác động sâu sắc đến Kluska. Ông nói, tôi được Chúa thu hút, được đánh động bởi sự hoàn hảo của Chúa trong mọi khía cạnh. Chúa nói với con người, ngươi có quyền lựa chọn giữa tình yêu lòng thương xót vô biên của ta hoặc công lý của ta. Giữa lòng thương xót và sự công thẳng, lựa chọn đi. Tùy ngươi, ngươi được tự do lựa chọn một trong hai, hoặc là lòng thương xót, hoặc là công thẳng, công lý. Cuối cùng, tôi cũng cảm nhận được ý nghĩa của việc trở thành một người tự do. Tôi có quyền lựa chọn. Chúa cho chúng ta được lựa chọn, được tự do lựa chọn. Một là lòng thương xót, đón nhận lòng thương xót thì được ân phúc, được tình thương, được an ủi, được nâng đỡ, được chữa lành. Hai là lựa chọn sự công thẳng, sự công bằng thì lo sợ, hãi hùng, khiếp đảm, không có lòng tin tưởng. Lựa chọn đi. Khi Kluska bị bắt và bỏ tù một thời gian sau đó vì lý do trốn thuế, nhật ký lòng thương xót Chúa là, ông nói, đây là vũ khí mạnh nhất và duy nhất của tôi lúc tôi gặp khốn khó nhất. Ông nói, trong tù tôi không còn gì ngoài lời hứa của Chúa Giêsu rằng nếu tôi tin cậy Chúa thì người sẽ giải quyết các vấn đề của tôi. Đầu óc tôi tràn ngập những suy nghĩ đen tối. Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra. Tôi bắt đầu nói trong phòng giam, lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa. Và ông nói thêm, Chúa giải quyết các vấn đề của chúng ta khi chúng ta can đảm đáp lại tình yêu của Chúa bằng sự tin tưởng vô điều kiện, bất kể điều gì xảy ra. Chúa giải quyết các vấn đề của chúng ta khi chúng ta can đảm đáp lại tình yêu Chúa bằng sự tin tưởng vô điều kiện, bất kể điều gì xảy ra. Khi chúng ta có thể tin tưởng và đón nhận ý Chúa, các vấn đề sẽ tự giải quyết. Nếu chúng không được giải quyết, điều đó có nghĩa là cần phải thay đổi điều gì đó. Để phổ biến những lời của thánh Faustina, ông đã phân phát miễn phí hơn 1 triệu bản nhật ký của thánh Faustina. Hiện nay, ông Roman Kluska đã thành công trong việc kinh doanh chăn nuôi cừu và canh tác hữu cơ.
nhưng ông vẫn tiếp tục hỗ trợ các dự án bắt nguồn từ các giá trị Kitô giáo và không ngừng làm chứng rằng niềm tin vào lòng thương xót của Chúa không bao giờ vô ích, ngay cả khi liên quan đến các vấn đề thế gian. Thưa anh chị em và các bạn, đọc được một chứng nhân ở trên Vatican News, tôi thấy thú vị vô cùng. Lâu lâu mới tìm được một chứng nhân lòng thương xót Chúa tuyệt vời. Và nhất lại là về cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa. Trên tay chúng tôi có cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa bằng tiếng Anh, Diary of Saint Mary Faustina Kowalska, Divine Mercy in My Soul. Đây là cuốn bằng tiếng Anh. Đây là cuốn bằng tiếng Việt. Đây là cuốn bằng tiếng Việt. Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Bản dịch từ tiếng Anh. Chuyển ngữ là cha Ngọc Đính dòng Đồng Công. Có imprimatur, có in hình optas, đầy đủ hết. Và đây là cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa linh hồn tôi. Khi mà bản in hết rồi thì người ta photo ra thì nó to như thế này. Và nhiều người tìm bản gốc và in như thế này thì không còn nữa. Chỉ còn cái bản photo này mà thôi. Thì thưa anh chị em, đối với bản thân tôi xin chia sẻ cái kinh nghiệm đọc cuốn nhật ký này. 15 năm trước, khi bắt đầu bước vào con đường lòng thương xót Chúa, tôi cũng không hề biết đến cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Một nhóm giáo dân đọc kinh tự phát rồi chia sẻ lời Chúa tự phát. Rồi họ mời tôi đi, lúc đó tôi đang làm những chương trình, những đại hội, những làm MC trong những chương trình lớn. Rồi họ mời tôi đi thì nể thì tôi đi. Và khi đến nơi thì thấy họ giáo dân mà làm, họ chia sẻ lời Chúa đâu có được ngon lành bằng linh mục tu sĩ có học. Cho nên tôi bảo thôi để tôi làm cho. Thì tôi làm một lần, rồi tuần sau họ mời nữa, là mời nữa. Rồi cuối cùng tôi bị Chúa quấn vào dần dần mà vẫn chưa biết cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina này. Mãi khi mà chú hút tôi vào rồi, đến nhà thờ Viễn Sĩ làm lần đầu tiên ở đó, cộng đoàn dần dần từ 20 người lên đến 200 người, đến 2.000 người, lên đến cả 10.000 người rồi. Thì lúc đó đông quá mới về nhà thờ Chi Hòa làm. Và bắt đầu lúc đó tôi mới biết đến cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi này. Nhưng mà rồi sau khi mà ngưng làm nhà thờ Chi Hòa rồi, 3 năm là hầm chú giống như là Kluska bị ở trong tù, bị ngã ngựa như vậy. Tôi thì bị cấm đoán từ trong nước ra ngoài nước, đủ mọi thứ, không được nói gì, không được rao giảng lòng thương xót Chúa. Lúc đó thì tôi mới dành thời giờ đọc nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina. Cũng giống như Kluska, đọc một lần không có gì hấp dẫn. Đọc lần thứ hai, đọc lần thứ ba, càng đọc càng thấy thấm vào cuộc đời của mình. Càng thấy dường như là cuộc đời của mình được Chúa nói trước ở trong nhật ký rồi. Và không phải cuộc đời của mình, và cuộc đời của những người đi theo con đường lòng thương xót Chúa. Bây giờ thì tôi nói với anh chị em và các bạn, muốn đi con đường lòng thương xót Chúa thì không thể thoát khỏi nhật ký lòng thương xót đâu. Khó khăn, thử thách, đau đớn, tủi nhục, đau khổ, vật chất, tinh thần, thể xác, đức tin, đủ mọi thứ, ngập ngụa những khổ đau. Và chú nói đó là con đường đau khổ và đó là con đường đúng nhất. Lúc đó tôi mới thấy rằng mình đang gặp đau khổ, mình đang gặp thử thách, mình đang gặp cấm đoán, đang gặp trở ngại. Vậy thì đúng rồi, có gì đâu mà thắc mắc, có gì lựa chọn một trong hai. Cũng như Chúa nói với Faustina, con có quyền lựa chọn, một là con nhận lời đi loan truyền lòng thương xót của ta, hay là con không, tùy con lựa chọn. Và ma quỷ thì nó bảo Faustina, mày đừng có dọn dạy dột thì mày lựa chọn con đường đó, chỉ có chết thôi. Chỉ có từ chết đến bị thương thôi. Mày bỏ cái con đường đó thì chị em hiểu mày, rồi bề trên tin tưởng, rồi mày được chức vụ này, chức vụ kia. Nó cám dỗ như vậy. Và tôi cũng bị cám dỗ như vậy, và anh chị em cũng bị cám dỗ như vậy thôi. Đã, đang và sẽ. Lúc đó tôi mới thấy thấm. Mà lúc đó đọc, tôi mới thu âm.
Thu âm đầu tiên là trong một căn phòng bé, phải dán hết cái khe tường lại để nó khỏi vang vọng ra bên ngoài. Sợ người ta nghe, người ta đang cấm mình mà đọc này chết. Và chỉ đọc vào những lúc mà vắng vẻ thôi. Cho nên có lúc đọc lần thứ 5 rồi, thu âm. Lúc đó đâu có phương tiện như là iPhone bây giờ, thu bằng cái máy, thu âm bằng tay. Thu âm xong rồi tôi mới gửi ra ngoài để người ta edit lại, rồi người ta xếp thành một cái CD, tập từng tập, từng tập, từng tập một. Cuối cùng đọc hết lúc này, có những lúc mà đọc nó gật lên gật xuống. Có lúc đọc mà mắt nó cay xè vì không có đọc được nữa, vì thấy nó xúc động quá. Nó dính đến cuộc đời mình nhiều quá. Mình càng đọc đâu thì nó càng dính đến cuộc đời của mình như vậy. Rồi khi đó mới phát hành ra thành Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina, cái CD. Rồi phát hành trên mạng, lúc đó còn đang là rất là thô sơ. Rồi sau đó chúng tôi về giáo điểm tin mừng. Về giáo điểm tin mừng thì đâu còn thời giờ mà để mà đọc nữa. Đâu còn thời giờ để mà thu âm nữa. Làm việc xong rồi đến khi mà giáo điểm tin mừng không hoạt động được nữa, về với trung tâm mục vụ. Lại một mình trong căn phòng. Chúng lại tái diễn lại, tái hiện lại cái chuyện nó xảy ra cách đây 5 năm, 6 năm trước. Lại tiếp tục ngồi một mình, nói chuyện với mình, lại mở nhật ký ra đọc. Và lần này quyết định là phải thâu lại, làm lại cho nó đàng hoàng hơn, chỉnh chu hơn, với những phương tiện hiện đại hơn. Thế là tôi lại bắt đầu ngày ngày một mình trong căn phòng. Bây giờ cũng hơn 1.000 ngày rồi, cứ đọc từng. Nhưng mà lần này tôi đọc từng chương, đọc từng đoạn, rồi ngồi đó cầu nguyện và suy niệm về đoạn mình vừa đọc, áp dụng thực hành. Cho nên là nó có nhiều chương, mỗi chương tôi lại có một phần suy niệm và áp dụng thực hành, rồi cầu nguyện trên đó. Nó đỡ khô hơn và cảm thấy nó sống động hơn. Rồi sau đó là một bài hát, rồi lại tiếp, lại suy niệm, cầu nguyện, rồi lại bài hát. Cứ vậy tiếp tiếp đọc. Đọc cuối cùng thì chúng tôi quyết định là làm thành một radio gọi là Radio Nhật Ký Thánh Nữ Faustina, gồm 120 tập, từ tập 1 đến tập 120. Đây là Radio Nhật Ký Thánh Nữ Faustina. Chúng tôi làm trong thời gian cũng ở trong bốn bức tường như vậy. Và nhiều người muốn đón nhận nhật ký này, tôi mới đưa lên trên mạng vào trong web tín thác.net. Để bây giờ thì máy này không còn nữa, nhiều quá là sao mà in ra kịp. Thì anh chị em có thể lên trang web tín thác.net, có thể download xuống và có thể nghe trực tiếp hoặc download xuống nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Nữ Faustina. Và cảnh báo trước, đọc xong thấy dính vào cuộc đời của mình, đau khổ, thử thách, nhục nhã ê chề, nhưng được cái sướng, được cái hạnh phúc, đấy là luôn luôn Chúa giải quyết các vấn đề của chúng ta khi chúng ta can đảm đáp lại tình yêu của Chúa bằng sự tin tưởng vô điều kiện, bất kể điều gì xảy ra. Khi chúng ta có thể tin tưởng và đón nhận ý Chúa, các vấn đề sẽ tự giải quyết. Nếu chúng không được giải quyết, điều đó có nghĩa là cần phải thay đổi điều gì đó. Cần nhất là thay đổi nơi chính bản thân mình. Và Chúa làm cho tôi mỗi ngày được thay đổi, thay đổi. Tạ ơn Chúa vì những khó khăn thử thách, là mình lớn lên, là mình gần Chúa hơn và gắn bó với Chúa nhiều hơn. Có một chị đến gặp tôi buổi sáng Chủ nhật, nói con ở Bến Tre. Bảo đây là Giáng Đứng Bến Tre phải không? Vâng, con Giáng Đứng Bến Tre. Tên là Nguyễn Thị Hoàng, 47 tuổi. Gốc là Đạo Phật, có pháp danh Đoàn Hoàng. Và gia đình tất cả đều Đạo Phật hết. Rồi nói hồi đó cha biết không, con bệnh tiểu đường này, bao tử này, rồi rối loạn tình đình này, đau nhức này, mắt mờ này, thần kinh tọa này, rồi thận này. Mỗi ngày uống tới 50 viên thuốc một ngày. Rồi chị nói đi bệnh viện cấp cứu thì là nói không bị gì, nhưng mà về nhà thì lại không thở được. Vậy là sao? Rồi đi chùa thì thầy nói là bị vong theo,
rồi đi chỗ khác bà nói là bị yểm bùa, rồi đi chỗ đình kia lên núi nọ thì bảo là tại cái tội lỗi đó bỏ thai, bây giờ cái thai nó theo, cho nên không chữa được. Lúc đó chị bảo con chỉ muốn chết thôi, muốn tự tử cho nó đỡ đau khổ, bế tắc quá. Rồi cuối cùng thì có một người có đạo ở xóm nói thôi đi cầu nguyện đi. Chị nói đi không nổi, đi đâu? Đi mấy tiếng đồng hồ đi làm sao? Mãi từ Bến Tre mà. Mãi đến đó, hồi đó là ở giáo điện Tin Mừng năm 2018 á thưa cha. Nhưng mà rồi người ta cho lên xe, người ta khênh đi. Đau quá lên xe, khênh đi. Khênh mà ngồi cả mấy tiếng đồng hồ, con ngạc nhiên, ủa sao mấy tiếng đồng hồ hồi đó mình nhà nằm nhà tí kêu đau, ngoài giờ ngồi 3 tiếng đồng hồ sao không thấy sao hết vậy. Ê, tuần sau đi tiếp, tuần sau đi tiếp. Ừ, cứ đi rồi thấy người ta cầu nguyện cũng cầu nguyện thôi, học theo người ta mà đâu có đạo đâu. Đi được một tháng thì tỉnh hẳn, không hiểu sao. Rồi chồng cũng không ngờ nữa, chồng không ngờ cái chuyện đó xảy ra. Tại vì khi mà chị đi như vậy thì chồng không đồng ý, cấm. Mà khi mà chị về mà chồng biết rồi thì đánh. Ba mẹ con, tại vì đem con đi theo mà, ba mẹ con đánh chạy vòng vòng ngoài đường. Rồi bố mẹ cũng không cho đi cầu nguyện đâu, không tin. Rồi sau đó thì thấy, ủa sao chị khỏi mà. Rồi mới bắt đầu tin. Rồi khi ấy chị mới quyết định là đi vào đạo. Mà muốn học giáo lý, mà muốn đi học giáo lý thì khó lắm, chồng cấm. Rồi muốn đi lễ hàng ngày chị đi lễ, thì chồng chị khóa cửa lại. Mà khóa cửa trước, mà sợ chị có chìa khóa, lấy keo dán sắt dán luôn vào. Rồi chị chui cửa sau, cứ dán cửa này chị lại leo cửa kia. Cùng chồng tức quá ném ảnh lòng thương xót Chúa đi, ném hết mọi thứ đi. Mà chị vẫn cứ lén đi lễ, vẫn bằng mọi giá phải đi lễ ngày thường nhé, không phải đi lễ ngày Chủ nhật đâu. Chủ nhật cứ nói làm chi. Rồi cuối cùng thì chị đi về quê, rồi có đứa cháu dẫn đi học giáo lý ở nhà thờ Ba Lai ở Bến Tre. Rồi nó một cái điều lạ, đứa con gái của chị là con bé tên là Nguyễn Thanh Tuyền, nó 18 tuổi, nó cũng đồng ý đi học giáo lý với mẹ. Rồi khi của người chồng thấy là không cấm được nữa thôi, cho đi học giáo lý luôn, cho theo đạo luôn. Bây giờ thì hai mẹ con đã rời tội năm 2020 rồi. Chị nói con muốn lên để con tạ ơn Chúa, mà cha không ở giáo điểm Tin Mừng nữa, con tìm mãi không biết làm sao mà tìm được. Thế thì có một bữa kia, con mới lên mạng, con mới thấy Cà Phê Khát Vọng Lòng Thương Xót có chương trình gì đó. Con đoán là chắc cha ở đó. Rồi ngày xưa đó thì chồng cấm không cho đi lễ. Còn bây giờ thì chồng trở lên đó, trở lên Cà Phê Khát Vọng. Chồng chở vợ đi Honda từ Bến Tre đi lên tới thành phố Biên Hòa ở Đồng Nai, vô Cà Phê Khát Vọng. Vô Cà Phê Khát Vọng nghe nhà cầu nguyện xong rồi xin ở đó anh em cho 12 cái máy. Đem 12 cái máy đó đi về tặng cho những người ngoại đạo, những người bỏ Chúa. Một trang nhật ký quá đẹp. Tôi nghe tôi cứ giống như là chuyện cổ tích. Chuyện cổ tích ngày nay. Bây giờ người chồng thì vui vẻ, bắt đầu cho làm bàn thờ, cho đặt tượng Chúa. Rồi cho ba mẹ con đi học giáo lý theo đạo. Và chồng cũng không còn cấm đoán nữa. Rồi đi lễ lại còn trở đi lễ. Mặc dù chưa theo đạo nhưng mà bây giờ anh đã trở thành là cảm tình đạo rồi, chứ không chống phá đạo nữa. Chị nói giá nào con phải tìm lên cha để con kể câu chuyện này. Tiếc rằng không còn giáo điện Tin Mừng nên con kể cho mọi người nghe. Thì có dịp nào cha kể cho dùm con. Hôm nay tôi kể lại cho mấy chị nghe về cái chuyện đó, để tôi làm trọn lời hứa của chị là kể lại những ân huệ Chúa ban. Hallelujah. 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 Cả nhà nãy thì là bên Bến Tre phải không? Bây giờ thì là Trà Vinh. Nó có lạ lùng là hai cái nơi này là chúng tôi mới đi công tác Bác Ái hôm đầu tháng
mùng 7 tháng 5 đi Trà Vinh, đi Bến Tre. Đây là một người quê Trà Vinh. Ông tên là ông Nguyễn Văn Quyền, 83 tuổi, là người đạo Phật. Còn người vợ là Trần Thị Trang, 71 tuổi, đạo Cao Đài. Chồng thì Phật giáo, vợ thì Cao Đài. Còn cô con gái là Mata Nguyễn Thị Thắm, 51 tuổi, là đạo Công giáo. Nhà có ba đạo, không phải bá đạo nha. Cái anh này đừng có cười đâu mà cười. Ba đạo là chồng là Phật giáo, vợ là Cao Đài, con gái là Công giáo. Rồi đứa con gái là nữa là Nguyễn Thị Kim Tha, 37 tuổi, là đạo Phật. Thế thì cái cô mà theo đạo Công giáo á, là vì cô ấy lấy chồng có đạo, cho nên là cô mới theo đạo chồng. Rồi ông bố 83 tuổi, nói là bệnh tê nhức rồi không ngủ được, rồi tuyến tiền liệt nữa. Không có ngủ được. Cái cô mà có đạo, cô mà lấy chồng Công giáo rồi cô theo đạo, cô mắt ta Nguyễn Thị Thắm ấy, cô mới được người ta tặng cho cái máy bài giảng lòng thư xót Chúa. Đưa về cho bố. Họ không ngủ được thì thôi mở máy nghe cho nó đỡ buồn. Ai ngờ đâu mà nghe xong thì lại ngủ được. Mà nó lại đỡ đau. Sao ai biết được, Chúa làm ai mà biết được. Rồi một bữa kia thì cô bảo, cha ơi cho con cái máy khác, bảo máy đang nghe làm sao rồi. Ông nghe 24 tiếng nó cháy máy rồi, cha ơi. Cháy máy luôn. Thế thì có một cái máy thôi. Bây giờ thì cả nhà ai cũng đòi nghe. Thế thì ban ngày thì chồng nghe, ban đêm thì vợ nghe. Rồi nào ai mà không ngủ được thì dành nhau nghe. Rồi bà ấy thì bị tiểu đường, rồi bà đi té gãy xương cũng không có mổ được. Rồi bà ấy nghe rồi bà ấy cầu nguyện. Bà nói nhờ Chúa ban ơn, bây giờ con đã khỏe đỡ đau rồi. Và cầu nguyện hàng đêm như vậy. Mặc dù là ông ấy, ông ở chùa đã có pháp danh là thông sự rồi. Pháp danh thông sự rồi. Mà bây giờ cứ nghe máy cầu nguyện lòng thương xót Chúa thôi. Năm chị em gái lấy chồng toàn là gặp khó khăn. Chồng thì nhậu nhẹt, chồng thì chơi cá độ bóng đá đủ thứ hết. Bây giờ chỉ có biết là cầu nguyện lòng thương xót Chúa để cho chồng mình hoán cải thôi, chứ còn không cách nào khác. Thì thưa anh chị em ở Trà Vinh, rồi cả nhà kéo nhau cái xe 7 chỗ lên, rồi kể xong rồi nhận lấy máy, lấy sách ảnh, rồi cứ thôi cảm ơn cha nha, về nha, rồi cho bố chồng phó tay. Có cô gặp tôi, cô ấy tên là, hai người tên là Đinh Thị Lệ, rồi một người tên là Lệ Huyền, mãi Hòn Gai, Quảng Ninh. Có tới 6 đứa con và được ơn mãi từ Quảng Ninh, hai người lặn lội vô đây để tạ ơn. Rồi xin máy về Hòn Gai, Quảng Ninh, nói bây giờ cho sứ mới của con, bây giờ ngày thứ sáu nào cũng làm lễ lòng thương xót Chúa, cũng giảng lễ lòng thương xót Chúa, gọi là cha tình. Hôm mà tôi mở tình cờ có người gửi cho tôi bài giảng của cha tình ngày làm lễ thứ sáu hàng tuần, ngài có nhắc đến tôi. Và hồi đó là có ra Hòn Gai dâng lễ và ngài đã thấy tận mắt chứ không phải là nghe kể lại nữa. Anh chị em có thể nghe chuyện cha tình kể Hòn Gai trong bài giảng của ngài. Thì chị nói rằng là con cảm ơn Chúa vì bây giờ giáo sứ con lòng thương xót Chúa mạnh lắm. Ngài phát máy, phát ảnh đủ thứ hết cho mọi người và lúc nào cũng nhắc đến lòng thương xót Chúa. Tôi nói nghe tin đó tôi mừng. Vì ngày xưa tôi ra Hòn Gai, lúc đó 2 giờ sáng làm lễ đến, mà trời nó lạnh, ngoài nó tới 10 hay là 8 độ, mà 2 giờ sáng người ta đã đến đầy của nhà thờ. Và đến 5 giờ sáng mới mở cửa nhà thờ, 5 rưỡi lễ, họ đến đông. Và tôi thấy được rằng là có những linh mục, có những mục tử của lòng thương xót Chúa thì sẽ kéo những con chiên đến với lòng Chúa xót thương.
Còn nếu mà người mục tử mà thờ ơ, như Chúa Giêsu nói, những người ưu tuyển trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, Chúa nói những người ưu tuyển đáng lẽ họ phải biết và rao giảng về lòng thương xót Chúa, nhưng rất tiếc họ lại không nói và cũng chẳng biết gì. Điều đó làm cho Chúa cảm thấy như là lưỡi gươm đâm vào trái tim của Ngài vậy. Chúng ta cầu nguyện để xin cho có nhiều mục tử của lòng thương xót Chúa. Sáng ngày tôi gặp một cái người Đài Loan. Người chị ấy nói là đây là ông giám đốc của con, công ty của con. Chị dẫn ông đến nói ông muốn gì. Nói ông xin cầu nguyện. Nói cha ông muốn theo đạo. Vậy cha có sách giáo lý bằng tiếng Đài Loan không? Tôi nói rất tiếc tôi không có và tôi cũng không biết nói tiếng Đài Loan. Hỏi ông có biết nói tiếng Anh không? Thì tôi nói một chút được. Nói ông bảo a little. Ông biết một bit. Tôi nói em also a little. Tôi cũng biết một tí tí vậy. Rồi ông ấy nói là ông ấy muốn xin cầu nguyện vì ông làm giám đốc một công ty lớn ở bên Việt Nam này. Bề đang gặp khó khăn, gặp khủng hoảng. Ông cũng chạy đủ mọi chỗ rồi. Ông cũng chẳng cảm thấy chỗ nào được hết. Thì cái người thư ký của ông ấy là cái cô đó, là người Công giáo. Và người Công giáo ấy mới nói cho ông ấy biết về những ân huệ mà Chúa ban cho gia đình mình, cả hai chị em. Ví dụ những câu chuyện mà chị ấy kể cho ông ấy nghe, đó là có một đứa cháu 7 tuổi, nó bị là u phúc mạc, u ác phúc mạc. 9 bác sĩ thì 8 bác sĩ rưỡi đều kết luận là khối u ác mà lại là phúc mạc, cho nên rất là nguy hiểm. Rồi họ đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Gia đình ở Đà Lạt đến để cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Rồi sau đó các bác sĩ hội chẩn lại. Một cái điều mà bác sĩ cũng không tin và gia đình càng ngạc nhiên, đấy là cái khối u ác ấy bìa đã là khối u lành. Và bác sĩ đều nói là không thể được, impossible, không thể được. Nhưng mà nó lại xảy ra. Cuối cùng chỉ có kết luận rằng đối với Chúa không gì là không thể. Cái thứ hai là chỉ đụng một bà cụ máu me đi trên dốc Đà Lạt mà. Đi dốc đụng bà cụ máu me chảy ra. Tưởng là bà cụ bị thương nặng hoặc bà cụ chết. Cuối cùng thì đem đi vô nhà thương người ta khám đủ mọi thứ thì bị chảy chụa sơ sơ rồi bà đi về bình thường. Bảo chỉ có Chúa đỡ thôi, chứ còn nếu mà té mà đụng xe như thế thì không chết cũng bị thương nặng, chứ không thể là chỉ có sơ sơ mà ra về như vậy. Rồi chính chị ấy là bị bệnh đau đầu cả hơn 10 năm. Không có thuốc men nào chữa được. Nhưng mà từ ngày chị đến với lòng thương xót Chúa rồi cầu nguyện và nghe máy, nghe xong thấy đầu nó nhẹ và nó bớt dần lúc nào không biết. Thì chị kể cho ông Đài Loan ấy nghe và mời ông là mỗi ngày trong phòng riêng của gia đình ấy, ở trong công ty, trong một cái phòng riêng thì mời ông Đài Loan là đến cầu nguyện và lòng thương xót Chúa. Rồi ông cũng viết một cái tờ giấy, ông đọc mỗi ngày, ông đọc lạy Chúa Giêsu, con tin tha vào Chúa, con tin tưởng vào Chúa, cứ bỏ trong cái bóp, cứ lấy ra là cứ đọc suốt như vậy. Ông bảo biết được mỗi câu tiếng Việt này, bảo được rồi ông cứ đọc vậy được rồi. Rồi ông ấy nói tháng sau ông về, nói bây giờ ông về Đài Loan thì ông xin linh mục nào ở bên Đài Loan nói tiếng Đài Loan để dạy giáo lý cho ông. Ông nói tôi quyết tâm là theo đạo Công giáo. Ông tên là Lai Hu Hoàm, đạo Phật gốc, là một người đạo gốc Phật chính cống luôn. Rồi nói bây giờ ông cầu nguyện với tôi nhé. Cầu nguyện xong rồi ông lên xe ông về rất là vui. Rồi có một bà nữa, bà đến, bà nói con là Trần Thị Kim, bà là 81 tuổi, ở Sứ Hiệp Nghĩa Giáo Phận Phan Thiết. Nói sao bà biết đường mà bà đến đây, 81 tuổi bà đi có một mình sao biết đường, mà không biết dùng điện thoại. Bà nói là con biết địa chỉ của cha, con nhờ nó chở đến đây, từ Phan Thiết cứ hỏi thăm. Bảo sao bà biết, là bà có đứa cháu nó có 6 tuổi thôi. Cái thằng cháu 6 tuổi nó mới mở mạng, nó mới tìm địa chỉ cha Long, rồi nó đưa cho bà cái địa chỉ ấy. Bà bảo cái thằng nó 6 tuổi mà nó rành lắm, mạng biết nó biết hết, xong con bảo nó tìm, xong rồi nó đưa cái bà cái địa chỉ đó, bà cứ cầm cái địa chỉ ấy,
mà đi tìm. Bảo sao bà lặn lội vất vả từ Phan Thiết vô đây vậy? Bảo con đến đây khó lắm cha. Bảo bà đi đến đâu con cầm cái địa chỉ này mà con đưa làm sao mà nó chở con đến cà phê Khát Vọng. Tại vì tôi bảo thưa bà đây rồi, chúc bà về tiện này đi về cà phê Khát Vọng thăm có chú ở đó. Bảo không, con mới từ cà phê Khát Vọng con về đây. Bảo sao bà lên đấy? Bảo con không biết, con đưa địa chỉ thằng có cháu nó chỉ mà sao xe nó chở con lên đấy. Con ngồi đấy, sáng chưa mở cửa, con ngồi chờ mãi mở cửa, con vô đến trưa rồi con chạy về đây con với cha. Mấy anh mới cho hướng dẫn chỉ đường về đây. Bà bảo vậy thì bà lặn lội vào đây vất vả làm gì thế? Bảo con nên cầu nguyện cho cháu chắt con 18 đứa. 18 đứa mà giờ nó bỏ đạo hết rồi. Cho nên bây giờ con đau khổ quá. Vừa là mẹ, vừa là bà, vừa là mà cố nữa. Cháu chắt hết, bây giờ 18 đứa nó bỏ rồi. Con đến để cầu nguyện cho nó. Rồi bà nói là con cũng tạ ơn Chúa vì 13 năm con nay con bị tai biến. Bà bị tai biến mà sao bà lặn lội đi đến đây được, bảo ơn Chúa đấy. Nhà đâu có cho ai cho con đi đâu. Có điện thoại điện thiết gì đâu mà con cứ lặn lội con đi được để đến đây. Rồi bà lại còn dẫn theo một bà nữa. Một bà ấy lại, bà ấy lại có chồng là Phạm Minh Trúc bị bíu thực quản. Đi khám cái bíu ấy bây giờ nó không còn cái khối u rồi đó nữa, nhưng mà lại không tin, cho nên là khám lại, khám nữa, khám cho bác sĩ bảo tôi phải khám cho ra cái bíu đó thì thôi. Tức quá mà, rõ ràng mà chẳng nghĩa vậy, mất uy tín hết. Mình khám có, bây giờ không có, người ta bảo mình nói dối. Con khám tới khám lui, chồng con nó bảo khám vừa thôi, nó không có thì thôi, khám mãi khám làm gì. Thế là bà đấy nên bảo để con tạ ơn Chúa, thì con bảo chồng con thôi đừng khám nữa. Chúa ban cho ơn thì cứ mừng về tạ ơn Chúa, chứ khám làm gì cho nó mệt. Và xin một người khách nữa rồi chúng ta chia tay nhau. Anh ấy tên là Andre Dũng Lạc, Phạm Dũng Lạc. Lấy tên thánh là Andre Dũng Lạc, mà anh tên là Phạm Dũng Lạc, 33 tuổi, ở xứ Bình Hòa, giáo phận Xuân Lộc. Anh ấy bị bệnh mất ngủ, trầm cảm 3 năm trời. Rồi bị bệnh viêm dạ dày, bị bệnh trĩ. Mà anh lại là hướng dẫn viên du lịch. Hướng dẫn viên du lịch bị trầm cảm, rồi mất ngủ 3 năm. Mẹ nói là thôi, bây giờ thì ngưng công việc đó rồi đi đến lòng thương xót Chúa đi, đến gặp cha đi. Mà anh không chịu đi. Anh ấy đi bệnh viện trung ương, rồi uống thuốc suốt 3 năm cũng chẳng khỏi. Bác sĩ nói uống thuốc thôi chứ không hết bệnh đâu, uống cho nó đỡ thôi. Rồi vợ anh là không có đạo, mà nói anh nghe máy đi, biết ai giới thiệu chị nghe máy đi. Rồi nói đi đến lòng thương xót Chúa đi, rồi gặp cha để cha cầu nguyện cho anh, cũng không đi. Nhất định như vậy vì anh lý trí mà. Nhưng mà cuối cùng vì không chữa được mà cứ mất ngủ triền miên như vậy. Anh nói đã có lần con đi tự tử rồi. Thường anh chị em biết những người trầm cảm là họ dễ tự tử lắm. Nhưng mà không chết. Cuối cùng thì chấp nhận là đi. Và khi vợ không có đạo đưa anh đến, anh lại đi về và anh ngủ ngon lành. Khi anh ngủ ngon lành, anh minh nghi. Ồ, cái này không có ơn Chúa gì đâu. Này chắc là đi từ Sài Gòn về nhà Xuân Lộc rồi chắc đi xa rồi mệt thì rồi ngủ thôi chứ đâu có ăn thua gì. Rồi hôm sau anh lại thấy mình vẫn ngủ được. Ủa sao kỳ ta? Hay anh lại nghĩ là tại nhờ mình uống thuốc, anh bỏ thuốc luôn. Bỏ thuốc vẫn cứ ngủ được. Từ đó thì vợ anh mới dắt anh đi thường xuyên hơn. Và khi đi thường xuyên hơn thì vợ anh bắt đầu cũng xin cầu nguyện vì bị bệnh đau bao tử 3 năm rồi. Không hết. Và khi thấy vợ chồng mình hết và mình cũng đỡ thì anh ấy nói chị ấy theo đạo và vợ đồng ý đi theo đạo. Nhưng mà khi khỏi bệnh như vậy, khỏi được hết bệnh đau bao tử, lại đi ăn nhậu suốt. Và khi ăn nhậu suốt thì lại đau bao tử lại. Rồi
đi khám nội soi đủ bệnh viện, uống thuốc đủ loại không hết, đâu có từ lại ăn nhậu. Cuối cùng chị vợ lại nhắc nhở thôi, kiên trì cầu nguyện lòng thương xót Chúa đi, bỏ rượu đi. Rồi đến ngày mùng 3 tháng 11 vừa rồi, anh đi cầu nguyện và quyết định bỏ rượu về nhà. Từ đó anh ấy ăn uống được và anh ấy hết bệnh. Có một điều đó là khi anh đến với tôi thì anh cầm một sấp hồ sơ. Lúc đầu tôi nghĩ là anh này lại đưa hồ sơ đến để xin cầu nguyện hay là xin tiền mua thuốc đây. Nói thôi là không cần hồ sơ gì hết, cầu nguyện cần gì hồ sơ làm chi. Và không, con không có cầu nguyện để xin Chúa chữa lành mà. Con tạ ơn Chúa đã chữa lành. Vậy thì anh cầm hồ sơ làm gì? Con cầm hồ sơ để chứng minh cho cha biết con không nói dối. Từ đầu đến cuối suốt 3 năm trời, ngày này tháng nọ, con ghi lại hết đầy đủ một sấp này. Nếu mà con nói rồi ai không tin thì cha cứ nói đến gặp con, hoặc con gửi lại cha đây, ai thắc mắc thì cha đưa cho họ coi có đủ hồ sơ bệnh án, bệnh viện trung ương này, bệnh viện này, bệnh viện này, ngày tháng này, bác sĩ xác nhận này này này, đầy đủ hết. Mục đích con đến là như vậy. Cho nên bây giờ một ngày con lần 5 chuỗi chuỗi mân côi và chuỗi lòng thương xót. Con chỉ xin ơn là trung thành với lòng thương xót Chúa. Rồi còn một cái ơn nữa, đấy là vợ khi mà muốn rửa tội thì cần một cái giấy khai sinh, mà tìm không ra giấy khai sinh, về bị mẹ chửi cho. Anh mới đến cà phê khát vọng lòng thương xót Chúa, buồn quá lại ghé lại nghe máy cầu nguyện về. Về thì thấy bình an. Sau đó thì anh nhờ một người gọi cho ở dưới quê của vợ, người ta mới lục cho cái hồ sơ. Chỉ có một ngày sau ta đưa cho cái hồ sơ là có giấy khai sinh. Anh nói một chuyện không thể ngờ được. Mình đâu quen biết gì đâu, chỉ gọi điện thoại thôi mà. Mà cái cô nhận điện thoại, cô thư ký, cô nói chờ. Hôm sau cô tìm thấy, cô gửi luôn cho con. Nói lần sau con phải đến cà phê khát vọng còn tạ ơn. Mà không những gửi một mãi với Đồng Tháp ấy, không những gửi một bản mà gửi tên 5 giấy, bản giấy khai sinh, bảo muốn làm gì thì làm cho hết 5 giấy khai sinh này đi. Rồi sau đó là vui vẻ, bình an. Bây giờ thì con đến, con xin tạ ơn Chúa và con đi về. Chứ không có xin gì nữa. Chỉ đến là nói như thế thôi, cha ghi lại đi, rồi ai cần thắc mắc gì có số điện thoại địa chỉ đây. Cha họ nói ai thắc mắc gì thì xin mời đến với con. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Và thưa anh chị em, nãy giờ chúng ta gặp nhiều nhân vật rất là kỳ diệu, nhưng mà có một nhân vật nữa mà chúng ta không thể quên được, đó là mẹ Maria. Chúng ta đang ở trong thứ 6 cuối tháng Hòa Thánh Kinh Đức Mẹ. Mời anh chị em cùng hướng về mẹ, hát lên lời kinh Ave Maria. Con dâng lời chào mẹ, con dâng lên lời ca, mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi xuân đêm nặng reo, có say sưa lời ca chào Ave Maria. Con dâng lên mẹ lời mừng, Maria đầy phúc, Maria đầy ơn, mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ.